tiên tri tiết lộ chính xác 100%, đúng 15 ngày cuối tháng 10 âm lịch 2023, năm con giáp được lộc trời cho, đón thời đổi vận, chạm đỉnh giàu sang. Hoan hỉ chào đón quý khán giả đã đến với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Quý khán giả thân mến, vận mệnh và tương lai của một con người luôn là chủ đề bí ẩn. Không chỉ các nhà tử vi học nghiên cứu và tìm hiểu, mà mỗi chúng ta ai cũng mong muốn được biết vận trình của cuộc đời mình sẽ hung cát ra sao, về già giàu có, sung sướng hay nghèo khổ. Rất may là mới đây các nhà tử vi học đã miệt mài nghiên cứu và luận giải chi tiết tử vi 5 con giáp. Các bậc thầy tử vi cũng đã chỉ rõ những con giáp này, tuổi trẻ có cuộc sống nhiều đau buồn. Những sóng gió hoạn nạn ập đến bất ngờ cũng chỉ để thử thách tấm lòng của những con giáp này mà thôi, nếu vượt qua được thì nắm lấy nhiều thắng lợi lớn lao. Đặc biệt đúng 15 ngày cuối tháng 10 âm lịch 2023, tài lộc của năm con giáp này rất hanh thông, mưa thuận gió hòa, làm gì cũng dễ thành công. Tiền bạc dồi dào chất đầy két, những năm tháng hậu vận được hưởng vinh hoa phú quý, an nhàn, cuộc sống hạnh phúc bên gia đình. Vậy, hãy xem để biết bạn có thuộc top 5 con giáp này hay không nhé! 1. Vị trí đầu tiên, xin chúc mừng tuổi Mùi. Tuổi Mùi là con giáp đầu tiên có vận may sáng chói, lộc lá tứ phương đổ về nhà vào đúng 15 ngày cuối tháng 10 âm, con dê là đại diện cho tuổi Mùi. Trong số 12 con giáp, dê là loại động vật dễ thuần hóa, người cầm tin con dê sẽ hành động hoàn thành công việc một cách mỹ mãn về quan hệ giữa các cá nhân. Bởi vì tính tình hiền lành ít nói nên tuổi Mùi luôn được lòng người khác, những người này có quan hệ xã giao tốt, tinh thông kinh doanh. Nhưng đôi khi vì tiềm lực bên trong không có nên mọi việc trở nên rối ren, gia đình mới thực sự là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của họ. Là người khéo léo trong giao tiếp và ứng xử, vì vậy họ luôn được mọi người xung quanh yêu quý, hơn nữa lại luôn giúp đỡ những người có số phận bất hạnh. Bằng sự nhân hậu tốt bụng của mình, họ mạnh mẽ quyết liệt trong công việc, một khi đã đề ra mục tiêu thì sẽ cố gắng chinh phục bằng được. Người tuổi Mùi thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, những lúc khó khăn đều được quý nhân phù trợ, mọi người xung quanh giúp đỡ. Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi tính tình dễ gần, dễ mến và hòa đồng. Họ là người biết đối nhân xử thế nên được nhiều người yêu mến, quý trọng. Cũng là người sống thực tế nhất trong 12 con giáp. Trước khi làm việc gì họ thường tính toán kỹ lưỡng từng đường đi nước bước. Con giáp này trung thực, đáng tin cậy, nói được làm được. Đúng 15 ngày cuối tháng 10 âm lịch, Mùi có tài lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh, mọi việc suôn sẻ, đáp ứng mọi yêu cầu. Sau đây là vận trình chi tiết của những tuổi Mùi may mắn nhất, đúng 15 ngày cuối tháng 10 âm. Tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Xem tử vi 15 ngày cuối tháng 10 âm, có thực thần che chở, con đường tài lộc của Đinh Mùi hanh thông đáng ngạc nhiên, đặc biệt những người làm nghề tự do, có thể ký kết được những hợp đồng béo bở hoặc được trả thù lao hậu hĩnh. Nếu có tiền trong tay, bạn cũng có thể cân nhắc đến việc tham gia đầu tư trong thời gian này. Tất nhiên bạn cũng cần suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định, nếu cần thì hỏi thêm ý kiến của người giàu kinh nghiệm. Tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Nhờ tam hội thúc đẩy, Kỷ Mùi xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa, thái độ niềm nở khéo léo. Giúp bạn đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến, nếu gặp phải khó khăn thì bạn cũng sẽ luôn được giúp đỡ ngay. Trong 15 ngày cuối tháng 10 âm còn là thời điểm thích hợp để bạn mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh, chắc chắn những người bạn quen biết sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều, khiến cho công việc dù khó khăn đến mấy cũng có thể hoàn thành như dự kiến. Phương diện tình cảm nhìn chung khá ổn định, vợ chồng bạn dù rất bận rộn, không có nhiều thời gian để ở bên nhau, nhưng cả hai đều rất thông cảm và thấu hiểu cho đối phương, không bao giờ để xảy ra tranh cãi. Tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991. Được tam hợp phù trợ, Tân Mùi tìm ra hướng giải quyết mới cho công việc vào 15 ngày cuối tháng 10 âm, nhờ vậy mà bạn nhanh chóng khắc phục được bế tắc, giúp tập thể vượt qua được giai đoạn khó khăn. Người làm kinh tế có thể nhận được lời lãi từ những mối đầu tư trước đó, có thể thấy rằng hướng phát triển của bạn đang khá chính xác, vì vậy hãy tin tưởng hơn vào bản thân mình và dũng cảm làm những gì mình cho là đúng. Mộc sinh hỏa, chuyện tình cảm cũng có những dấu hiệu phát triển lạc quan. Bạn tự tin trò chuyện và thể hiện bản thân nên dễ gây ấn tượng sâu sắc với người khác giới. Chắc hẳn nếu bạn để ý thì bạn sẽ nhận ra có nhiều người đang dành tình cảm cho mình đấy. 2. Vị trí số 2, xin chúc mừng tuổi Thân. Được thần tài chiếu mệnh, đào trúng mỏ vàng, sự nghiệp thăng tiến trong 15 ngày cuối tháng 10 âm lịch 2023. Con khỉ tượng trưng cho tuổi Thân trong 12 con giáp. Những người tuổi Thân là rất ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin cho bản thân mình ở bất kỳ đâu. Bởi thế mà họ có kiến thức rộng
và am hiểu nhiều vấn đề trong các lĩnh vực cuộc sống. Tuổi Thân cũng giỏi trong cách giao tiếp, ứng xử và thuyết phục người khác. Bởi vậy, họ rất thích kết bạn và gặp gỡ những mối quan hệ mới. Họ truyền cảm hứng, sức sống dồi dào mãnh liệt của mình cho những người thân xung quanh. Tuổi Thân là những người hiền lành, ngay thẳng, được nhiều người yêu quý, kính trọng. Ngay từ khi còn trẻ, những người này đã ham học hỏi và có nhiều ước mơ hoài bão. Họ có kiến thức chuyên sâu về nhiều lĩnh vực và luôn cố gắng phấn đấu để biến ước mơ của bản thân mình thành hiện thực. Họ rất nghiêm túc và cẩn thận trong công việc. Trước khi làm điều gì đó, dù là lớn hay nhỏ thì những người này đều lập ra kế hoạch cụ thể. Họ dùng óc phân tích nhạy bén để xác định mấu chốt vấn đề. Tuyệt đối không dựa vào trực giác, điều đó giúp họ có những bước đi chắc chắn, chính xác trên con đường xây dựng và phát triển sự nghiệp của bản thân mình. Theo tử vi 15 ngày cuối tháng 10 âm lịch, những người tuổi Thân sắp đón nhận nhiều sự kiện, tài lộc của người tuổi Thân càng ngày càng vượng, dễ kiếm được khoản tiền lớn, họ cũng nắm bắt được cơ hội để phát tài phát lộc, nếu là người làm buôn bán kinh doanh thì đơn hàng đến tới tấp. Sau đây là vận trình chi tiết của những người tuổi Thân may mắn nhất, đúng 15 ngày cuối tháng 10 âm lịch. Tuổi Bính Thân, sinh năm 1956. Nhị hợp giúp Bính Thân có thời gian làm việc yên bình, nếu có ý định đầu tư kinh doanh, cũng có thể thực hiện trong 15 ngày cuối tháng 10 âm. Nếu lo lắng mình còn thiếu kinh nghiệm thì có thể đi theo những người mà mình tin tưởng, bắt đầu từ những mối đầu tư nho nhỏ trước. Tuy nhiên, xem lịch vạn niên, phân tích tốt xấu theo trực, thời gian này tốt về cầu tài, ký hợp đồng, yến tiệc nhưng tránh kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh. Vì thế bạn nên sắp xếp để tiến hành các công việc phù hợp, như vậy mới gặp nhiều may mắn. Tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Theo dõi tử vi 15 ngày cuối tháng 10 âm của 12 con giáp, cục diện tam hợp mang tới cho Mậu Thân những tin tức tốt lành, vận trình công danh sự nghiệp phát triển ổn định. Cũng nhờ vậy bạn được trao cho nhiều dự án, kế hoạch lớn và có yếu tố quyết định. Những tiến bộ về chuyên môn sẽ giúp cho con giáp này có cơ hội thăng tiến trong tương lai. May mắn còn ở phương diện tình cảm, thổ sinh kim giúp lứa đôi hàng gắn mối quan hệ, xóa bỏ những hiểu lầm và xa cách trước đó. Tuổi Canh Thân, sinh năm 1980. Xem tử vi 15 ngày cuối tháng 10 âm, Canh Thân được các tin chính ấn che chở nên gặp nhiều thuận lợi trong kinh doanh, công việc phát triển hanh thông. Điều này nhờ rất nhiều vào những mối quan hệ của bạn. Chúc mừng vì bạn có được những người bạn, đối tác tốt khi cùng hướng tới mục tiêu, đôi bên cùng có lợi. Tài chính trong thời gian này không có gì phải lo lắng, công việc suôn sẻ, đảm bảo thu nhập ổn định cho bạn, tiền bạc dư giả, nhưng không nên vì thế mà tiêu pha bừa bãi. Có vẻ như đôi khi bạn dễ sa đà vào việc mua sắm quá nhiều, đã đến lúc bạn cần tiết kiệm một khoản cho tương lai rồi Canh Thân nhé. Kim khắc mộc, thời gian này sẽ có những mâu thuẫn về chuyện tình cảm giữa bạn và người ấy. Thay vì làm tổn thương nửa kia và đưa ra những quyết định sai lầm khiến tình cảm bị rạn nứt, thì nên cố gắng giữ bình tĩnh và nhún nhường người mình yêu hơn. 3. Vị trí thứ 3, xin chúc mừng tuổi Mão. Trong 12 con giáp, đây là cung mệnh có tính cách dịu dàng nhất. Những ai thuộc cung Mão đều là những người tinh tế, biết cảm thông, được biết đến như là những người vì hòa bình. Họ ghét bạo lực và luôn hướng tới sự thanh bình. Đây là những người khá khôn ngoan, có tài nhận thức về thế giới một cách bẩm sinh, ẩn chứa sự sâu sắc, sáng suốt. Bên dưới vẻ ngoài vô tình lãnh đạm, tuổi Mão đặc biệt thành đạt trong kinh doanh. Về khí chất, tuổi Mão thuộc loại ưu tư, dễ mũi lòng, thậm chí rất mau nước mắt. Tuổi Mão là những con mọt sách nhưng lại chẳng thông thái bao nhiêu. Số họ rất đỏ trong những trò cờ bạc, đỏ đen. Bởi lẽ họ có một mẫn cảm tuyệt vời khi chọn bài đặt cửa. Họ khá bảo thủ và không bao giờ làm gì nếu chưa cân nhắc kỹ lợi hại, hơn thiệt. Tuổi Mão có một ý chí mạnh mẽ và lòng yêu thương mãnh liệt dành cho gia đình. Đó cũng là động lực thúc đẩy dành cho họ. Người tuổi Mão là người gặp may mắn nhất trong 12 con giáp. Đúng như trong thần thoại Trung Quốc, mèo tượng trưng cho sự trường thọ, kinh doanh và khôn ngoan, mèo đại diện cho sự nhân từ, tao nhã, dịu dàng, đáng yêu, cách sống nhân ái, dịu dàng, có phần thận trọng, bộc lộ những phẩm chất, tư chất của một nhà ngoại giao tài ba và một chính trị gia lão luyện dày dặn. Người tuổi Mão thích sống trong môi trường yên tĩnh, hòa thuận, thoải mái. Mão rất may mắn, có duyên trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán và tiền bạc. Họ thường đưa ra những ý kiến và phương án lựa chọn thích hợp nhằm đem lại lợi ích cho bản thân. Hết sức nhạy bén trong sản xuất làm ăn, thêm vào đó còn có óc phán đoán, tinh nhạy, nên tuổi Mão nhanh chóng thăng tiến, dù ở bất kỳ lĩnh vực nào. Đúng 15 ngày cuối tháng 10 âm lịch, người tuổi Mão có tài lộc vượng phát, cát khí vào nhà, họ nhận được thêm cơ may trong công việc. Sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, người tuổi này làm kinh doanh thì buông may bán đắt, đơn hàng về nhiều. Người làm công ăn lương cũng đạt được thành tích nổi bật,
được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp nể trọng, cơ hội thăng chức, tăng lương rộng mở. Đối với con giáp tuổi Mão, về tài vận, tuổi Mão chính là con giáp kiếm được nhiều tiền nhất trong số 12 con giáp. Sau đây là vận trình chi tiết của những tuổi Mão may mắn nhất đúng 15 ngày cuối tháng 10 âm lịch. Tuổi Quý Mão, sinh năm 1963. Với Quý Mão thì 15 ngày cuối tháng 10 âm mang đến nhiều niềm vui cho con giáp này, thiên tài báo về những nguồn thu nhập tăng vọt. Người làm công ăn lương có thể sẽ được người quen giới thiệu thêm cho nghề tay trái, nhờ đó mà tăng thu nhập cho bản thân. Người làm kinh doanh nếu có kế hoạch khai trương, mở cửa hàng thì có thể xem ngày tốt, giờ tốt để tiến hành, có lợi cho việc khai trương, giúp cho tài lộc tăng tiến, mở đầu tốt đẹp. Tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Tử vi 15 ngày cuối tháng 10 âm tiết lộ về những điều có thể xảy ra trong vận trình của Ất Mão khi mà có quý nhân lục hợp mang đến những điều bất ngờ cho con giáp này. Chính quan chỉ lối dẫn đường, giúp cho bạn nhìn rõ hướng đi phía trước của mình, sẽ bớt được những đoạn đường vòng không cần thiết, cũng vì thế mà tiến nhanh hơn đến mục tiêu đã định. Tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987. Theo tử vi 15 ngày cuối tháng 10 âm của Đinh Mão đang được thiên ấn trợ giúp nên công việc càng ngày càng thuận lợi hơn, những rắc rối trước đó đều được con giáp này giải quyết nhanh gọn trong chớp mắt. Điềm báo tử vi cho thấy bạn có thể sẽ cần phải đi lại nhiều vì yêu cầu của công việc, trong thời điểm này tốt cho xuất hành nên thường sẽ không gặp phải khó khăn gì, mọi chuyện đều thuận lợi. 4. Vị trí thứ tư, xin chúc mừng tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ có thể nói là người sống rất lý trí, có tinh thần độc lập, tự chủ cao, bề ngoài họ rất mạnh mẽ, nhưng kỳ thực lại vô cùng tinh tế và nhạy cảm, có trực giác nhạy bén hơn người, có khả năng phán đoán đúng sai rất chuẩn xác, họ tự lên mọi kế hoạch cho cuộc đời mình, từng bước hoàn thành những mục tiêu mình đặt ra, cũng có những dự đoán tương đối chuẩn xác về tương lai, nên cuộc đời của người tuổi Tỵ khá suôn sẻ và thuận lợi, họ không thích thể hiện tình cảm ra ngoài, cũng không thích bị người khác can thiệp vào cuộc sống riêng của mình. Ngược lại, họ cũng sẽ không tò mò về những điều riêng tư của người khác. Trong con mắt của mọi người, họ là người chín chắn và trưởng thành, cũng rất lạnh lùng, không dễ lại gần. Tuy nhiên, người này cũng có đủ khả năng xử lý rất tốt tất cả các mối quan hệ trong xã hội, nhờ thế mà họ trở nên vô cùng nổi bật giữa đám đông. Năng lực của bạn được cả đồng nghiệp và cấp trên công nhận, khí chất phóng khoáng, lạnh lùng, rất phù hợp với tài trí của người tuổi Tỵ. Cho dù không có ngoại hình xuất chúng đi chăng nữa, thì họ vẫn toát ra nét quyến rũ rất riêng, đặc biệt, thu hút người khác giới. Chính vì thế mà vận đào hoa của người tuổi Tỵ này vô cùng vượng phát, họ thích tình yêu an ổn, bình yên, họ vẫn giữ được lý trí cho mình, chứ không bị cuốn theo những cơn sóng cuồng nhiệt của cảm xúc, họ có thể nắm giữ tiết tấu tình yêu vô cùng tốt, nhờ thế mà hôn nhân hạnh phúc bền lâu. Người tuổi Tỵ có cái nhìn rất thực tế về tương lai, không ôm quá nhiều hy vọng, càng không kỳ vọng quá cao, họ thích cuộc sống bình dị để có thể thanh thản và thư thái tâm hồn. Đúng 15 ngày cuối tháng 10 âm, chính ấn tương trợ, con đường sự nghiệp của bạn lại đang ở giai đoạn phát triển rực rỡ. Bạn có con mắt tinh đời nên nắm bắt được trọng tâm vấn đề nhanh chóng, đồng thời đưa ra những quyết định phù hợp với tình thế. Sau đây là vận trình chi tiết của những tuổi Tỵ may mắn nhất đúng 15 ngày cuối tháng 10 âm lịch 2023. Tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Tam hợp phù trợ, người tuổi Ất Tỵ giữ được tinh thần hăng hái tích cực, nếu có dự án nào ấp ủ từ lâu thì bạn cũng có thể bắt tay vào ngay, đừng chần chừ do dự bỏ lỡ những thời cơ tốt đẹp, chuyện làm ăn kinh doanh cũng khá trôi chảy. Bạn tìm ra định hướng phù hợp với mình nên không cần quá bận rộn, cũng có thể kiếm tiền về đầy túi. Bạn có thể suy nghĩ đến việc mở rộng quy mô làm ăn của mình, tuy nhiên, dù có muốn chinh phục đỉnh cao đến mấy, thì cũng cần phải chú ý hơn đến tình trạng sức khỏe của mình, không nên quá tập trung vào một việc gì đó quá mức, đến mức quên ăn, quên ngủ, khiến cơ thể mệt mỏi. Tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Theo tử vi 15 ngày cuối tháng 10 âm của 12 con giáp thấy rằng, chính quan nâng đỡ, phương diện công việc của con giáp này lại có những khởi sắc rõ rệt. Những ý kiến của bạn được cấp trên đánh giá cao và nhanh chóng được thực hiện hóa, bạn dần khẳng định được vị thế của mình trong tập thể. Kim khắc mộc, người tuổi Đinh Tỵ đã lập gia đình cần xem xét lại bản thân mình, dường như dạo này bạn đang quá thờ ơ với người thân và dồn hết trách nhiệm chăm sóc nhà cửa lên đầu người ấy. Nếu vợ chồng không biết san sẻ công việc với nhau thì đôi bên sẽ dần nảy sinh bất mãn, ai cũng phải đi làm vất vả, vì vậy bạn không nên lấy lý do mệt mỏi rồi mặc kệ người ấy. Hãy biết quý trọng những người thân thiết nhất với mình. Tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989.
nhị hợp che chở, người tuổi Kỷ Tỵ tạo dựng được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh, bạn thậm chí gặp gỡ được quý nhân và nhận được những lời khuyên quý giá. Với người làm kinh tế, đây là thời gian thích hợp để bạn ký hợp đồng làm ăn, chỉ cần hợp đồng có các điều khoản rõ ràng, mọi người tin tưởng và hợp tác tốt với nhau thì đồng tiền sẽ nhanh chóng chạy về đầy túi. 5. Vị trí cuối cùng, xin chúc mừng tuổi Hợi. Tính cách nhẫn nại là một trong những ưu thế giúp tuổi Hợi thành công trong sự nghiệp. Dù nhiệm vụ có phức tạp đến mấy, họ sẽ không ngại làm việc ngày đêm để tháo gỡ vấn đề. Họ sẵn sàng học hỏi thêm các kỹ năng cũng như trau dồi kiến thức để đáp ứng được nhu cầu của công việc. Nếu không may gây ra sai sót, thì họ sẽ không biện bạch cho yếu kém của bản thân mà sẽ cố gắng khắc phục sai lầm lớn nhất có thể. Tuổi Hợi dễ dàng thích nghi với mọi môi trường làm việc một cách nhanh chóng. Vốn là người hòa nhã, có thể làm quen với các đồng nghiệp mới chỉ trong một thời gian ngắn. Những biến cố bất ngờ trong công việc không thể khiến họ cảm thấy hoảng loạn. Họ sẽ bình tĩnh quan sát tình hình một cách kỹ lưỡng để tìm ra phương hướng giải quyết hoàn hảo nhất. Tâm hồn của tuổi Hợi sâu sắc, tinh tế và dễ rung động trước cái đẹp của nghệ thuật. Nhờ có khả năng cảm thụ nghệ thuật hơn người, họ có thể thành công trong các lĩnh vực như ca múa, hội họa. Bên cạnh đó, những người này cũng sở hữu đôi bàn tay khéo léo cùng khối óc sáng tạo, tài hoa. Các ngành nghề có liên quan đến thiết kế có thể giúp họ khẳng định bản thân, phát huy tối đa tài năng. Sự chu đáo và tận tụy có thể giúp họ đạt được thành công rực rỡ trong các ngành nghề như giáo viên, bác sĩ, y tá. Những người này luôn đề cao những tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp. Họ có thể trở thành chuyên gia, được đồng nghiệp nể trọng trong lĩnh vực của mình. Mọi người luôn cảm thấy sự khiêm tốn của tuổi Hợi khi có được thành tích đáng khen ngợi. Họ không bao giờ tỏa ra kiêu căng, ngạo mạn. Họ cảm thấy vui vẻ với thành quả đã đạt được, nhưng bản thân họ vẫn ý thức được rằng còn nhiều đỉnh cao khác đang chờ họ ở phía trước. Tuổi Hợi có bản tính hiền lành, ôn hòa, không thích lối sống giành giật, bon chen, vậy nên những môi trường có tính cạnh tranh khốc liệt không phù hợp với họ. Những doanh nhân tuổi Hợi luôn cảm thấy e ngại trước những kế hoạch mang tính mạo hiểm. Điều này tuy có thể giúp họ tránh được những nguy cơ bất ngờ, nhưng cũng có thể khiến họ bỏ lỡ cơ hội vàng để phát triển. Chính vì thế, những người này phải mất một thời gian dài mới có thể làm nên được thành công vang dội. Đúng 15 ngày cuối tháng 10 âm này, tuổi Hợi sẽ thu được rất nhiều. Họ cũng có được không gian phát triển tích cực trong và ngoài sự nghiệp. Tuổi Hợi sẽ gặp được quý nhân được cung cấp nguồn lực tốt hơn để phát triển. Con giáp này khám phá những cơ hội mới và làm cho cuộc sống của họ tốt hơn đáng kể. Sau đây là vận trình chi tiết của tuổi Hợi may mắn nhất đúng 15 ngày cuối tháng 10 âm. Tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Theo tử vi 15 ngày cuối tháng 10 âm, dưới sự giúp sức của tam hợp, Tân Hợi dễ dàng khẳng định được vị thế của mình và nhận được sự tán thưởng của mọi người xung quanh. Bạn có thể tiếp tục đặt ra những đích đến cao xa hơn nữa cho bản thân và dần dần chinh phục. Tuy nhiên, bên cạnh đó, bạn cũng chớ nên kiêu căng, tự mãn quá mức. Bạn vẫn cần phải tự nhắc nhở mình, quan sát và lắng nghe mọi sự vật, sự việc xảy ra xung quanh mình nhiều hơn. Nhờ thói quen quan sát, bạn sẽ biết rút kinh nghiệm và tránh được lỗi lầm đáng tiếc. Tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Chính quan tương trợ, Quý Hợi theo con đường sự nghiệp, nghiên cứu sẽ đạt được những thành tích đáng tự hào. Vốn kiến thức phong phú giúp bạn trở thành một người đầy bản lĩnh khi đối diện với khó khăn thách thức. Hỏa sinh thổ, những người đã lập gia đình sẽ có mối quan hệ rất hài hòa với nửa kia của mình. Đôi bên luôn tin tưởng và bao dung cho nhau. Người ngoài có những lời điều tiến đi chăng nữa, bạn cho rằng sự tin tưởng là một trong những yếu tố căn bản nếu muốn duy trì hôn nhân. Tuổi Ất Hợi, sinh năm 1995. Chính quan cho thấy 15 ngày cuối tháng 10 âm này là thời gian mà Ất Hợi cần phải tập trung khá nhiều cho công việc. Bạn sẽ phải rất nỗ lực để hoàn thành những nhiệm vụ của mình. Áp lực dành cho bạn không nhỏ chút nào. Bạn có biết mình là con giáp thích tụ tập, là nhân tố chủ chốt trong mỗi buổi tiệc tùng. Hãy tham gia để giải tỏa căng thẳng bạn nhé. Ngũ hành tương sinh dự báo tình hình sức khỏe của bạn lúc này khá tốt. Bạn không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi thời tiết. Không những thế, bạn còn luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng khi làm việc. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ vận trình của 5 con giáp may mắn nhất, được thần tài gọi tên, sẽ nhận được cơ may đổi đời, chuyển vận trong 15 ngày cuối tháng 10 âm lịch 2023. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.